Tiếp nào,
50, 7. Tiếp tục 58, 58 sẽ là gì nhỉ? 50 này, 8 này là 58. Tương tự 59 thì sao? À, 50 này, tay trái tay phải là 9. Kết quả là 59, rất chính xác. Đó, đó là sự kết hợp giữa hạt trên với hạt gộp. Bây giờ là sự kết hợp giữa gì nhỉ? Hạt gộp với hạt gộp, được không nào các bạn? Rồi các bạn nhìn cô này, 66 là số có hai chữ số, mình dùng mấy tay? Hai tay, mình gạt 66 cho cô nào. 66. Đây là số bao nhiêu? 66, chính xác. Tiếp tục 77 nào. Mình dùng hai tay mình gộp một trên với hai dưới lại đúng không? 77 các bạn gộp cho cô này, 70. 7 70 7. Tiếp tục 88, mình lấy hai tay gộp 88 lại. 80. 8, đây là số 80. 8, chính xác. Tiếp tục nào. 99 thì sao? À, mình gộp 99 cho cô nào. 90. À, 90. 9, đúng rồi, 99. Tiếp tục các bạn cùng làm với cô nào. 56 nào, làm lại cho cô 56 nào. 56. 56, đúng rồi. Tiếp tục 48. 48 là mấy tay? Hai tay gạt, đúng rồi, 48. Các bạn gạt cho cô 40 này. 8. Kết quả là đây bao nhiêu? 48, đúng rồi. Rồi, và các bạn hãy cùng gì? Hãy cùng lấy bàn tính ra để chúng mình cùng thao tác gạt trên bàn tính với cô Hiên nhé. Các bạn nhớ này, hàng đơn vị là mình gạt bằng tay phải, hàng chục mình gạt bằng tay trái, đúng không? Số có hai chữ số mình phải gạt bằng mấy tay? Hai tay, mình gạt bằng hai tay. Và bây giờ các bạn hãy lấy phiếu bài tập của mình ra để chúng mình tiếp tục rèn luyện, để chúng mình nhận diện được số trên bàn cứng soroban. Và bây giờ cô Hiên xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.